Hải Phòng là địa phương có nhiều lễ hội vật cổ truyền với lịch sử phát triển từ hàng trăm năm qua. Việc duy trì các hội vật hàng năm góp phần nêu cao tinh thần thượng võ, thúc đẩy phong trào truyền dạy và tập luyện các môn võ vật của dân tộc. 3 năm qua, Hải Phòng đã khôi phục thành công hội thi vật truyền thống từ thời nhà Mạc. Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc là hội thi đặc sắc nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn Vật Quốc gia và được tổ chức từ năm 2022 đến nay. Qua 3 năm tổ chức, lễ hội nhận được sự quan tâm của đông đảo các đồ vật đến từ các địa phương trong cả nước và các đồ vật của thành phố Hải Phòng. Nhiều địa phương có hội vật hàng năm như Tiên Lãng, An Lão, An Dương. Song hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc có đặc trưng riêng, mang nét văn hóa dân gian đặc sắc của người dân trên miền đất Dương Kinh xưa. Hội thi cũng là sự tri ân Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Nhung, vốn là Đô Lực Sĩ, Võ Trạng Nguyên và là người khai sáng Vương Triều Mạc. Việc khôi phục lễ hội còn tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo cũng như khơi dậy niềm tự hào của người dân địa phương. Ban tổ chức hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc cho biết, các đơn vị liên quan đang làm hồ sơ đề xuất để hội thi này trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời tin tưởng đây sẽ là sản phẩm du lịch văn hóa thu hút du khách và đô vật trong và ngoài nước.